Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Như chúng ta đã biết ở phần 1 của Cháo huyết, dị truyện tác quyền của tác giả Thục Linh, ta thấy kẻ thủ ác đã gây ra bốn vụ án giết người nhằm vào các cô gái có mối quan hệ phức tạp, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ký tự mà kẻ thủ ác để lại trong mỗi hiện trường LZH9 dù đã giải mã tích cực vẫn chưa có đáp án thỏa đáng Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp phần 2 để theo dõi có những tình tiết gì mới sẽ được xảy ra. Liệu kẻ thù ác có bị tóm gọn ở phần này hay không? Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu Cháu huyết phần 2 do tác giả Thục Linh. Xin trân trọng cảm ơn. lang thang đi tìm lời giải cho dòng ký hiệu bí ẩn kia. Anh Khải tranh thủ đi hỏi dò công ty sản xuất loại ủng xanh mà tên hung thủ đã hay đi. Công ty sản xuất loại ủng này phân phối số lượng lớn đến rất nhiều cửa hàng trên khắp Tokyo. Mẫu ủng xanh được khá nhiều người dân ưa thích vì tính tiện lợi của nó. Chống nước tốt, phù hợp đi vào những ngày mưa, lại có nhiều kích cỡ cho cả trẻ em. Chống trượt tốt tên sát nhân đã lựa chọn một đặc điểm không mấy nổi bật để dễ hòa lẫn vào đám đông hơn. Bây giờ việc dò hỏi từng cửa hàng một rất mất nhiều thời gian, vậy chỉ có thể chờ đợi kết quả từ giám định của tổ pháp y. Anh Khải nghĩ lan man rằng tại sao hắn không lựa chọn một đôi giày thể thao thông thường mà lại nhất thiết phải là đi ủng. Hắn đi ủng lên khu cao cấp Ginza, không sợ bị chú ý hay sao ư? hay còn có một lý do nào khác hiện tại trung tâm pháp y đang quá tải vì các bằng chứng dồn dập gửi về nên ít nhất anh cũng phải đợi thêm một tuần nữa minh đã biến phòng trọ của mình thành một phòng điều tra nho nhỏ cậu in một tấm sơ đồ thành phố tokyo lớn che kín bức tường sau đó ghim thông tin các vụ án lại với nhau theo từng địa điểm xem có chút liên hệ gì không Dường như hành tung của hung thủ rất ngẫu hứng, mỗi một vụ án lại ở một địa điểm khác nhau. Điểm chung giữa các nạn nhân đã quá rõ rồi, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao cảnh sát chưa đưa ra thông cáo gì. Chẳng nhẽ anh Khải không tin vào điều Minh nói? Sau cuộc gọi của anh Khải ngày hôm trước, quả thực Minh đã thử đảo qua hiện trường vụ án lần trước, xem xét trên sân thượng cậu có cảm giác bất ổn, nhưng không thu được thêm gì bằng chứng mới. Và lại cậu chẳng có một chút quyền lực nào cả. Ở dưới sân, mình cũng đã phát hiện ra dòng ký hiệu kỳ lạ đó. Liệu nó có ý nghĩa gì hay không? Dạo này đến lớp, mình chẳng có tâm trí học hành gì cả. Những quyển truyện trinh thám được cậu đọc không giúp ích gì được cho mình nhiều. Mình đã nghe rằng một cách lơ mơ, chập chờn. Trong cơn buồn ngủ, mình quay sang bấm đứa bên cạnh. Này, thầy xuống thì bảo tớ với nhá. Tớ chợp mắt một chút. Cô gái ngồi bên cạnh im lặng chỉ cúi mặt nhìn xuống quyển vở, chẳng nói, chẳng rằng gì. Minh lại tiếp tục lay lay, "Này, này." Cô ấy cũng không có phản ứng gì lại. Minh bực bèn vội nằm xuống dưới bàn, không biết có theo học được hết chương trình học trong tình trạng sức khỏe như thế này hay không nữa, mình nghĩ. Cậu nằm nghiêng đầu và lim dim. Chợt cậu cảm thấy có một cơn gió nhẹ thoảng qua mặt, như có người vừa đặt mình xuống mặt bàn. Mình mở mắt ra. Áp sát gương mặt của cậu là một gương mặt quen thuộc, khiến cho cậu đau đớn khôn cùng. Là Hà. Hà với đôi mắt đỏ máu đang nhìn chăm chăm vào cậu. Mình giật mình hét toáng lên, bật ra khỏi ghế ngồi. Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Giáo sư hỏi, có chuyện gì thế? Mình bối rối gãi đầu, con con rán ạ, à? em em xin lỗi thầy. Giảng đường làm gì có rán nhỉ? Thôi, ngồi xuống đi, tập trung vào nhé. Minh từ từ ngồi xuống chỗ ngồi. Khi cậu nhìn thấy nữ sinh ngồi bên cạnh mình, đang ngơ ngác nhìn sang, mình mới thực sự yên tâm. Chống ngực của cậu vẫn đánh thình thình, còn đôi chân thì run rẩy. Có lẽ mình đã nghĩ về Hà quá nhiều hay chăng, nên dẫn đến ảo giác như vậy. Trong những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người, mình đã quen với sự hiện diện của Hà như một phần không thể thiếu của cuộc sống của mình. Sau khi Hà mất, một mảng lớn trong mình cũng đã dần mất đi. Mình cảm thấy rất nhớ Hà và dường như những hình ảnh dáng cũ của Hà cứ chạy trong đầu của mình như một cuốn phim đã cũ. Hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng của khu Simbua, dáng Hà tung tăng chạy phía trước Minh để cậu đuổi theo sau. Những lần Minh ốm, Hà mang nước ép và thuốc sang cho cậu bàn tay của hà rất dịu dàng và thơm ngát nhẹ nhàng lau lên vầng trán của mình đặc biệt là mình rất thích món cơm cuộn trứng do chính tay hà làm chẳng ai làm được món trứng mềm như vậy thế là từ bây giờ mình sẽ không còn được ăn món ấy nữa mỗi lần nhận ra điều đó mình chợt đều đau xót đến trào cả nước mắt từ bé tới giờ mình chỉ khóc có đúng hai lần khi nam mất và khi Hà mất. Còn dù cậu có bị đòn roi đến như thế nào, cậu cũng không bao giờ chảy nước mắt. Lần đi đá bóng trên trường, mình chẳng may bị ngã gãy chân. Cậu cũng chỉ nhăn nhó có một chút xíu mà thôi. Mình chẳng hiểu rõ, thứ tình cảm bạn bè chân thành bấy lâu nay, cậu dành cho Hà đã biến đổi thành thứ cảm xúc gì. Cậu chỉ biết mình rất cần Hà nhưng cậu chưa một lần nào dám nói thật với hà về những cảm xúc của mình cậu cứ âm thầm ở bên cạnh hà bấy lâu nay mình cũng biết rằng hà chưa quên được nam vào những ngày sinh nhật ngày mất của nam hà thường nhốt mình trong phòng không gặp ai cả sáng hôm sau mi mắt lúc nào cũng sưng húp cả lên những món đồ của nam tặng cho hà cô vẫn giữ gìn rất cẩn thận để ở một chiếc hộp nhỏ trong phòng. Chính vì lý do đó mà có một khoảng thời gian dài mình đã cố gắng không quan tâm Hà quá nhiều để cân bằng lại cảm xúc của riêng mình. Vì thế, Hà có dành cho ai thì nhất định sẽ không phải là mình. Vì Minh cảm thấy mình không xứng đáng. Tránh xa Hà là một cách hữu hiệu nhất mà mình có thể làm để tôn thờ tình bạn của mình với Nam. Ấy vậy, mà chỉ vì sự không sát sao ấy Mà cậu đã để vượt mất cô ấy Mãi mãi Mình cũng nghiên cứu về vụ án của Hà rất kỹ Mặc dù biết rằng không hợp pháp nhưng anh Khải vẫn tiết lộ một số tình tiết quan trọng của vụ án cho mình. Những tên nghi phạm mặc áo đen đã bị bắt giữ tại từ lúc ấy đều là những thám tử tư. Theo lời khai của họ, họ nhận được một lời đề nghị của một người đàn ông qua điện thoại. Nhờ họ đi theo dõi một cô gái xuất hiện trên con phố Ginza vào chiều ngày hôm ấy. Vì lời đề nghị mập mờ nên có những người muốn từ chối nhưng hắn ta đã chuyển vào tài khoản của họ một số tiền khá lớn, khiến cho họ phải suy nghĩ lại. Họ đều là những người hành nghề thám tử đang rơi vào tình trạng ế ẩm nên họ đành phải đánh cược. Hôm đó, họ chỉ theo đúng giờ hẹn xuất hiện cùng với trang phục theo yêu cầu, bám sát người con gái trong miêu tả. Họ nhận được lời đề nghị về trang phục giống nhau nhưng giờ xuất hiện và đối tượng lại được miêu tả khác nhau. Một vài người còn được yêu cầu cầm theo cả túi đen, chắc chắn để giúp hung thủ ngụy tạo đó là bom. Họ đều lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị gô cổ vào. Mình vẫn không thể hiểu được lý do tại sao Hà lại đi tới con phố Ginza này ngày hôm ấy. Như kiểu có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Trong ngày dọn dẹp căn phòng, Hà bỏ lại. Nam đã tranh thủ tìm kiếm một lượt nhưng không tìm được gì cụ thể hà không phải là một người hay ghi chép cô dự định gì thì sẽ làm luôn chứ không nốt lịch hay viết nhật ký mỗi ngày mà cũng đúng thôi hà đâu có biết là mình sẽ chết đâu buổi trưa ngày hôm ấy anh khải quyết định rẽ qua viện một chuyến để khảo sát tình hình của mọi người nghe nói cô ca sĩ đã có tiến triển khá tốt đã có thể nói chậm được vài từ mặc dù vẫn còn sợ sệt và không thích tiếp xúc với nhiều người anh cũng hy vọng rằng chứng chỉ tư vấn tâm lý sẽ giúp anh lấy được lời khai hữu ích từ cô ca sĩ trẻ này anh định ghé qua cửa hàng mua mấy cốc cà phê rồi xách vào bệnh viện trong lúc đó một nữ y tá mặt đeo khẩu trang bước vào hành lang vắng ngắt của khu vực vip đến dần đến cửa của một căn phòng đang có hai người đứng gác Cô ta gật đầu chào mọi người rồi dơ thẻ y tá cho họ kiểm tra. Hóa ra là y tá tới kiểm tra sức khỏe và tiêm định kỳ cho cô ca sĩ. Họ đồng ý cho cô ta đi vào. Người y tá rút trong túi ra một chiếc xi lanh, rồi lấy thuốc từ trong túi chiếc áo blue ra để rút thuốc, tiêm thẳng vào đường truyền tĩnh mạch của cô ca sĩ đang nằm thiêu thiêu ngủ. Đoạn cô ta quay lưng đi ra khỏi phòng, ra đến cửa Chiếc máy báo đo nhịp tim bỗng dưng kêu loạn lên những tín hiệu bất thường. Cô ta hoảng hốt quay lại, dùng động tác sơ cứu để đưa nhịp tim của bệnh nhân về hiện trạng như cũ. Hai người cảnh sát ngó vào trong hỏi với giọng khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ cô ấy bị rối loạn nhịp tim rồi, có thể do nhiễm trùng máu, cần phải cấp cứu ngay. Hai người cảnh sát gọi đàm xin bác sĩ quân y lên để kiểm tra. Đồng thời yêu cầu người y tá nữ ở lại chờ thêm một chút nữa. Lúc bấy giờ đang là buổi trưa, mọi người nghỉ đi ăn trưa khá nhiều nên việc liên lạc để bác sĩ về kịp cũng mất khoảng một số thời gian. Người y tá dục, bệnh thật mà, cứu người hơn xây 10 tòa tháp, nếu mà chờ ở đây, cô ca sĩ có mệnh hệ gì thì tự các cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Người y tá nữ bực mình nói với giọng gắt gỏng Tiếng kêu pip pip liên tiếp từ cái máy làm ý chí của những người cảnh sát bị lung lay. Họ đồng ý để cô ta đưa bệnh nhân đi. Một người chạy đi lấy băng ca ở hành lang rồi sau đó họ để cô ca sĩ lên băng ca và đẩy đi. Một người cảnh sát giám sát cô y tá đẩy chiếc băng ca, còn một người ở lại trông coi căn phòng. Lúc anh Khải tới nơi thì phòng bệnh chỉ còn trống rỗng. Anh hỏi người cảnh sát đứng canh ở ngoài cửa thì mới biết rằng cô ấy đã được đưa đi dự cảm có một điều gì đó chẳng lành anh quát người cảnh sát trẻ làm việc quá vội vàng và thiếu chuyên nghiệp đoạn anh chạy tới hỏi người lễ tân ngồi trực ở hành lang cô ta khẳng định chẳng có ca phẫu thuật nào được thực hiện vào buổi trưa ngày hôm nay cả cấp cứu thì lại càng không nghe xong câu đó anh khải tím mặt anh vội vàng gọi điện cho mọi người trong tổ xin giúp đỡ đàm tới các đơn vị canh gác để tăng cường tìm kiếm trong tòa nhà, đồng thời yêu cầu bệnh viện đóng cửa hầm gửi xe, không cho một xe nào ra khỏi. Đội của anh ở gần đó đang ăn trưa cũng đã vội vàng đi vào. Họ gặp anh Khải sau 10 phút. Họ bèn tủa đi các hướng trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân đã được đưa đi cách đó gần nửa tiếng đồng hồ. Đội canh gác cũng gần 10 người tham gia tìm kiếm. Họ đều mặc thường phục nên dễ trả trộn. Anh Khải chạy xuống tầng 2 thì nghe thấy có tiếng hét. Anh chạy về hướng có tiếng hét thì nghe thấy lời xì xào. Có người đột tử à? Hóa ra, một người đàn ông đang nằm ngất ở hành lang chứ chưa chết. Anh nhìn thấy thẻ ngành vẫn đang nằm trong túi áo của anh ta và cùng với tay nghe thu nhỏ gài trong lỗ tai. Anh biết đây có lẽ là người đã giám sát nữ y tá đã đưa Tatsuya đi. Nếu như người y tá đó là giả dạng thì chắc chắn bệnh viện còn những người nữa đang mất tích. Hắn ta thật là liều lĩnh. Người cảnh sát nằm ở hành lang khuất vắng, gần cầu thang thoát hiểm. Anh Khải vội bấm thang máy để xuống tầng B1. Chạy một đoạn quanh tầng hầm, anh không thấy có một điều gì đặc biệt. Takashi đang đi check camera an ninh, mong sẽ phát hiện được một điều gì đó mới mẻ và hữu ích. Anh đang đợi đảm. Anh chạy xuống tầng B2 sau khi chạy một hồi trong tầng hầm, ánh mắt của anh đập phải một dòng nước đen đang dỉ ra sau của bánh xe chiếc xe ô tô. Chạy ra phía chiếc xe ô tô đen bán tải, anh nhìn thấy một cảnh tượng đáng sụp đổ. Cô ca sĩ nổi tiếng đang nằm trên mặt đất, hai tay dang rộng với phần áo bụng đỏ thẫm, máu đang dỉ ra từ vết thương đó chảy ra xung quanh. Anh run rẩy bấm đàm, đã phát hiện được nạn nhân, tầng hầm B2, đã rõ. Một lúc sau, cả tổ điều tra xuống tới nơi, ai nấy đều sững sờ khi nhân chứng mà họ bảo vệ bấy lâu nay đã một lần nữa rơi vào tay tên hung thủ tàn ác. Và lần này, cô ca sĩ đã không được may mắn như lần trước. Yêu mi đâu? Anh Khải nhìn quanh và vội hỏi. Vừa thấy cô ấy ở đây mà. Higo gãi chiếc cằm bù sù rồi nheo mắt nhìn anh Khải nói. Yêu mi chạm chắn hung thủ, đuổi theo nên đã bị đâm vào vai trái vết thương sâu lắm nên cô ấy đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Chạm chắn hung thủ rồi ư? Rõ ràng là nữ mà, cô ta chỉ là đồng phạm thôi. Anh Khải gay gắt, rồi vội càng quay lưng bỏ đi. Anh lo cho Yumi phải lên xem cô ấy đang ở tình trạng nào rồi. Anh Khải bước lên tầng 2, nơi Yumi đang trong phòng mổ cấp cứu Nghe những người ngoài nói thì Yêu Mi không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị rách cơ phải tiểu phẫu và mất khá nhiều máu. Anh cảm thấy tên sát nhân này ngày càng liều lĩnh. Không ai có thể ngờ được, hắn ta lại có đồng phạm trà trộn vào được bệnh viện này và đưa bệnh nhân đi ra ngay trước mũi của cảnh sát. Có thể hắn đã đâm nạn nhân rồi cùng ả à tòng phạm bỏ trốn, nhưng bị Yumi bắt kịp nên đã hành thích luôn cả cô ấy yumi vốn dĩ là một cô gái rất kiên cường anh mong cô sẽ không làm sao cả những ngày sau báo chí chấn động vì tin tức ca sĩ tatsuya mara đã qua đời báo chí phê phán cảnh sát gay gắt họ cho rằng tổ cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra vụ án này đã không làm việc hiệu quả đã bao nhiêu lâu vẫn chưa bắt được hung thủ của vụ án gây mất an toàn khu vực lòng dân hoang mang không khí nặng nề bao trùm phòng làm việc của tổ điều tra trọng án số 1, Sở Cảnh sát Tokyo trong những ngày đó. Nhìn ai cũng căng thẳng và mệt mỏi. Ở trên bàn làm việc, mỗi người là một cốc cà phê lúc nào cũng đầy ắp. Mọi người chẳng nói với nhau mấy, chỉ chú tâm vào công việc mà thôi. Vụ án này rất có thể sẽ bị tước ra khỏi tay của bọn họ trong ngày tới bởi vì không có nhiều sự tiến triển trong việc điều tra. Phía trên tổng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau ngày vụ bắt cóc ở bệnh viện xảy ra. Họ ra hạn rằng nếu nội trong 5 ngày tới không đưa ra được kết luận nào cụ thể thì sẽ chuyển giao vụ án cho đơn vị khác xử lý. Đây như là một cú tát đau điếng dành cho ông đội trưởng. Ông ta đang mong chờ được thăng chức. Vụ án này sẽ là một bàn đạp rất tốt cho sự thăng tiến của ông ta. Giờ đây nếu như vụ án này bị chuyển giao cho một đơn vị khác thụ lý, con đường danh vọng của ông ta rất có thể sẽ phải khép lại hoặc bị chỉ hoãn vô thời hạn. Vị trí của tổ điều tra số 1 sẽ không còn dạng danh được như trước nữa và rất có thể họ sẽ không còn được nhận những vụ án lớn gây được sự chú ý của dư luận vụ án trong bệnh viện cũng không có manh mối gì cũng như các vụ án trước camera an ninh không ghi lại được gì ngoài hình ảnh thoáng qua của một nữ y tá đẩy chiếc băng ca ra thang máy xuống dưới tầng hầm những bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân trong bệnh viện dù có nhìn thấy cũng không thắc mắc gì vì họ nghĩ rằng đó chỉ là y tá chở bệnh nhân đi thăm khám gì đó mà thôi qua khám nghiệm tử thi kết quả cho thấy nạn nhân đã bị tiêm thuốc gây rối loạn nhịp tim tạm thời chứ không phải là tự dưng phát bệnh hành động bỏ ra ngoài cửa trước khi máy đo nhịp tim kêu là một hành động vô cùng thông minh của ả tòng phạm khiến cho hai sĩ quan cảnh sát canh gác không nghĩ ra được rằng cô ta chính là thủ phạm anh khải lúc này thì vô cùng bực bội vì những đường đi nước bước của cảnh sát đều được tên sát nhân nắm rõ giờ đây số lượng tội phạm còn tăng thêm một người nữa dù có bao nhiêu người tham gia vào vụ án này đi chăng nữa anh quyết đưa chúng ra khỏi ánh sáng tuy nhiên việc hắn ta hiểu rõ kế hoạch của cảnh sát là một điều vô cùng khó hiểu chỉ có những người trong ngành mới có thể nắm rõ được từng hoạt động của cảnh sát như vậy có khi bấy lâu nay tổ anh nuôi ong tay áo hoặc có những người xung quanh đã tiết lộ ra tin tức bí mật của ngành công an khi vụ án trong bệnh viện xảy ra, anh Khải ngày càng tin vào giả thiết của mình. Theo như camera an ninh và lời miêu tả của nhân chứng, à Tòng Phạm có màu tóc nâu, mái bằng, người hơi đậm, dáng cao cao, đeo khẩu trang kín mít. Giờ họ cần lấy thêm lời khai của Yumi, nhưng phải đợi cô ta hồi phục sau cuộc phẫu thuật một điểm bất thường nữa là đội ngũ pháp y phát hiện ra trong bàn tay nắm chặt của thi thể cô ca sĩ có một chiếc khẩu trang y tế điều này khơi dậy giả thiết là trong lúc rằng co tatsuya đã nắm được chiếc khẩu trang của hung thủ hoặc ả à tòng phạm rồi nắm chặt trong tay bằng chứng tuy nhiên giả thiết này rất dễ bị bác bỏ vì các bác sĩ cho rằng sức khỏe lúc đó của tatsuya chưa thể để kháng cự những hành động như vậy được của một người bình thường huống chi là một tên tội phạm giết người có đầy mưu mô xảo quyệt. Do đó, chỉ có thể thấy rằng cô ca sĩ đã lấy được chút ý thức và nắm chặt chiếc khẩu trang với một dụng ý nào đó. Khi cảnh sát dò hỏi thêm quản lý và những người thân lân cận của Tatsuya, thì từ khi hồi tỉnh, cô rất sợ những bác sĩ đặc biệt là những người đeo khẩu trang và rất ghét tiếp cận những bệnh nhân khác trong những buổi đi chụp chiếu. Cô không cho ai động vào dao kéo vào người mình. Đó là một nỗi ám ảnh rất bình thường của một người vừa thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên nỗi sợ của Tatsuya cũng như hành động trước khi mất của cô đã nói lên điều gì. Chắc chắn nó có một ý nghĩa nào đó đang ẩn dấu ở đây. Dạo gần đây, những cơn mộng mị và ám ảnh của Minh trở nên nặng nề hơn trước cả khi hạp mất. Cậu lang thang ngoài đường vào ban ngày và nhận thật nhiều ca làm để không phải ở một mình. Cậu sợ cách cảnh phải ngồi một mình trong căn phòng tối đối diện với mọi nỗi buồn, nỗi sợ hãi. Đêm đêm, cậu lại chẳng có thể nào ngủ được. Trông Minh ngày càng hốc hác ngay cả những đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm với gặp Minh cũng nhận ra điều đó. Mọi người đều khuyên Minh nên dành thời gian nghỉ ngơi và chú ý tới bản thân nhiều hơn. Tối ngày hôm đó, khi làm ca về muộn, Minh choáng váng đang lau sàn nhà bếp thì chợt suýt gục xuống. Đồng nghiệp và quản lý đều vội dục cậu về nghỉ. Không còn cách nào khác, Minh đành phải rời quán ăn lúc 11 giờ kém. Nếu nhanh cậu có thể kịp bắt chuyến tàu cuối cùng mình cố sức đi thật nhanh ra ga tàu những ký ức về ga tàu vào những đêm muộn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của mình do đó mà những ngày phải làm về muộn minh toàn nghỉ lại chỗ làm hoặc ngủ nhờ nhà một người bạn gần đó nhưng nhờ nhiều quá cũng ngại mà mai chắc minh không còn sức đi làm được nữa nên cậu quyết định bắt tàu về phòng trọ của mình con đường phía trước lại vắng ngắt như tờ, chỉ có tiếng xe ô tô vụt qua cái soạt và những tiếng tinh tinh đều đều của đèn tín hiệu. Phía trước Minh có bóng dáng của một cô gái mặc váy xòe đỏ, cô đang bước đi chậm chậm với tiếng giày cao gót nện cồm cộp nhẹ nhẹ xuống đường. Cô ấy đi chậm quá, mà Minh thì đang vội. Minh bèn cố gắng đi vượt lên phía trên trước. Mình đi lướt qua rồi bỗng dưng Bị một vật nào đó túm lại khiến cho mình đứng khựng lại Mình ngoái đầu ra sau Thì thấy cô gái ấy đang túm chặt lấy tà áo của mình Khi cô gái ngẩng đầu lên Thì Minh chợt nhận ra Đó là Hà Hà trong một bộ dạng rất lạ Dường như chiếc váy của Hà không phải là màu đỏ Như những gì Minh nhìn thấy lúc nãy Mà nó đỏ do nhuộm đầy máu nhiễu nhợt mình hoảng sợ hất tay Hà ra Rồi tính bỏ chạy nhưng không thể vùng ra được khỏi bàn tay của Hà đang nắm rất chặt Lỗi, lỗi, lỗi của tớ Mình hét lên trong vô vọng Bỗng nhiên từ từ Trên đôi giày cao gót Chân Hà bỗng dần dần dài ra Rồi Hà cao lên Cao lên dần như một người khổng lồ bàn tay của hà nắm lấy áo của minh cũng dài dần ra rồi cong vẹo đi một cách rất kỳ dị cảnh tượng ấy minh chỉ nhìn thấy trong các bộ phim kinh dị cậu cũng không thể ngờ được rằng mình lại đang phải tận mắt chứng kiến những điều kỳ dị đến như vậy minh không thể thở nổi vì đã quá sợ hãi cậu lăn đùng ra đất rồi ngất xỉu đi trong lúc đó một bóng đen lẻn vào trong văn phòng làm việc tại trụ sở cảnh sát tokyo văn phòng tối đen như mực và im lìm những chiếc bàn làm việc chất đầy giấy tờ và tài liệu vẫn nằm đó như những con quái vật khổng lồ bóng đen tiến dần lại văn phòng làm việc riêng của người đội trưởng bật chiếc đèn pin nhỏ trong tay người đó dí sắt vào tay nắm cửa rồi rút ra một vật dụng dài và nhỏ lúi húi một lúc thì ổ khóa kêu cách một tiếng. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Bóng đèn lách vào bên trong căn phòng mà cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nhất. Người đó từ từ mở từng chiếc ngăn kéo một, mở những chiếc tủ gỗ đằng sau bàn làm việc ra. Người lạ cẩn thận bới lên từng xíu một, xem xét một vài thứ. Có những phát hiện làm hắn tâm mỉm cười người lạ rút điện thoại ra chụp lại sau khi xem xét kỹ lưỡng một vòng hắn êm xuôi rút khỏi căn phòng sáng sớm ngày hôm sau minh chợt thấy ai vỗ vỗ vào mặt của mình trời ơi ai thế này dậy đi cháu ơi minh từ từ mở mắt ra thấy mọi người đang quay lại xung quanh mình hôm qua minh đã ngất ở đây ư minh ngồi dậy ôm đầu những người đi làm sớm ngang qua đó đã bắt gặp minh nằm ngay dưới đất thì vô cùng hoảng loạn họ sợ lại có thêm một án mạng nữa sẽ xảy ra rất may là minh đã tỉnh lại một vài người đề nghị đưa cho minh vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe minh từ chối và xin phép được đi về nhà cậu cúi người cảm ơn rồi chậm chạp đi trong ánh bình minh đang dần ló dạng mấy ngày hôm sau Ông đội trưởng cho họp tổ điều tra để báo cáo tiến trình và điều chỉnh phương hướng điều tra một lần nữa. Máy chiếu đã sẵn sàng để chiếu lại một lượt tất cả các tình tiết để tìm ra hướng đi mới. Tất cả mọi người đều đã đông đủ. Vị đội trưởng đi vào vấn đề và phân tích từng vụ án một. Ông ta hướng nghi phạm tới những cá nhân có tiền án, tiền sự, có thể có tiền sử về bệnh tâm thần. Anh Khải đứng lên khẳng định Thưa sếp, chắc chắn không phải là một người cực kỳ thân cận với cảnh sát chúng ta mới theo dõi được đường đi, nước bước để mà đề phòng ngừa và có những hành động táo tợn đến như vậy chứ. Vì đội trưởng gật gù, rất có khả năng, chúng ta có thể điều tra thêm bên chính đội ngũ cảnh vệ đã được thuê hôm Tatsuya biểu diễn và cả những ngày trong bệnh viện nữa. Ngày mai, đội ngũ pháp y sẽ gửi kết quả giám định tăng vật về lúc đó chúng ta sẽ có thêm manh mối tôi không tin một người ngang nhiên đi lại giết người mà lại không để lại một chút sơ hở nào đúng như vậy anh khải đáp hung thủ phải là một người nắm rõ tất cả chi tiết cũng như hướng điều tra của cảnh sát một người vô cùng cẩn thận và có sự ám ảnh với màu đỏ một cách nặng nề đúng là nuôi ong tay áo hung thủ chính xác là anh Khải chỉ thẳng tay vào một người. Mọi người bình thản nhìn theo cánh tay của Khải như đã biết trước được kết quả. Hung thủ chính là ông ta. Anh Khải chỉ thẳng tay vào vị đội trưởng đáng kính của tổ điều tra số 1. Ông ta cười, cười cười. Nghiêm túc đi nào, đang họp đấy, Khải. Ông nghĩ tôi đùa à? Anh Khải mỉm cười. Bằng chứng tôi đã có rồi. Cái gì cơ? Ông ta ngạc nhiên vẫn không tin những gì đang xảy ra lần tôi vào văn phòng của ông tôi đã vô tình nhìn thấy một số thứ anh khải tiếp cuốn sụp bìa da đỏ bọc trên bàn cây bút máy màu đỏ và cả một chiếc dù đỏ dựng trong góc tường nữa tôi cũng chỉ bán tín bán nghi mà thôi có khi mọi thứ chỉ là trùng hợp tuy nhiên nếu xét thái độ của ông về việc điều tra này ông luôn tìm cách ngăn cản quá trình điều tra phủ định giả thiết của tôi về những vật dụng màu đỏ thêm nữa là vóc dáng của ông cũng khá trùng khớp với hung thủ lại là người trực tiếp theo dõi và biết được những chi tiết trong quá trình điều tra nắm được kế hoạch của cảnh sát nếu là ông mọi thứ thực sự là quá dễ dàng còn gì <laughs> cậu bị điên rồi khải ạ à. chính tôi đã kiểm chứng điều này vào đêm ngày hôm trước khi tôi đã vào văn phòng của ông higo mở lời sao cậu lại dám bảo sao hôm trước đến văn phòng tôi lại cảm thấy có sự xáo trộn khiến cho tôi rất khó chịu ông ta đập tay xuống bàn khiến những cốc nước rung lên anh khải chẳng hề bận tâm mà tiếp tục nói thêm vào đó nữa sai giày của ông trùng khớp với sai ủng của hung thủ hôm nay là ngày kết quả giám định gửi về tôi có thể chắc chắn vì độ trùng khớp mẫu đất trên chiếc ủng là đất công trường. Xui xẻo cho ông là công trường tái chế kim loại đất hiếm, Indium, duy nhất ở ngoại thành Tokyo, nằm gần nhà của ông. Trên con đường ra đến sân ga tàu điện ngầm. Và hôm trước, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đất này trên đôi giày của ông. Và mẫu đất đó đã trùng khớp với mẫu đất trên đồi ủng của hung thủ. Ông đội trưởng ngơ người nhớ lại cách đây gần một tuần, trong lúc ông gọi Misao vào làm báo cáo tiến trình thì bị Tadashi gọi ra ngoài hỏi việc gấp. Ông có một thói quen khi đến văn phòng thì đi đôi giày cao su mềm, còn giày cứng thì xếp gọn dưới gầm bàn. Chắc hẳn họ đã thông đồng với nhau kéo ông ra khỏi phòng để lấy mẫu. Một lũ vu khống, ông hét lên, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Không thể là trùng hợp được, anh Khải đính chính. Tôi đã tìm thấy thứ này. Anh lôi từ trong túi áo ra một chiếc túi zip nhỏ. Bên trong đựng một chiếc móc khóa phép mơ tuyệt nhỏ nhỏ trong túi áo khoác của ông. Đây là... Đừng có giả bộ nữa. Nó chính là chiếc móc áo khoác gió của nạn nhân thứ hai đấy ông ạ. À. Khi ông đã đẩy cô ta rơi xuống đường tàu, ông đã nhắm phải chiếc khóa khiến cho nó bung ra. Do vội vã ông đã bỏ nó vào trong túi áo khoác và chạy trốn vì nó quá nhỏ nên ông đã bỏ quên đúng là không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối một người có che giấu hoàn hảo đến đâu cũng để lộ ra những sơ hở dù là nhỏ nhất ông không thể ngờ gần nhà mình có một công trường khai thác cũng không thể ngờ rằng chỉ một thứ bé xíu như vậy cũng đã đủ lên án đối với cả ông bất chợt lúc này Cánh cửa bật mở và bốn người cảnh sát bước vào, đoạn túm chặt lấy hai cánh tay của ông đội trưởng định lôi đi. Ông ta vẫn cố gắng dãy giụa Tôi, tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi, tôi không biết tại sao thứ đó lại nằm ở trong túi của tôi. Còn, còn những thứ màu đỏ. Ông có quyền giữ im lặng. Người cảnh sát bên cạnh, ông ta nói. Ông ta bị lôi dần ra ngoài cửa, tay đã bị còng lại. Ông ta im lặng, mắt đỏ ngầu và không nói thêm câu nào nữa khi ông ta bị bắt đi căn phòng họp trở nên im phăng phắc dù sao thì ông đội trưởng cũng đã làm việc với họ suốt thời gian dài vừa qua giờ thì ông ta bị bắt ai không ưa cũng có đôi chút khó tin mọi người trước mắt cứ để bên công tố xử lý vụ án chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng để kết tội ông ta đủ bốn vụ án anh khải nói Ờ, chị vẫn không ngờ là ông ấy đâu nhá Chị mi sao nói khẽ Ông ấy cũng đã bắt được nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm Hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt nữa Ông ấy làm như thế Chẳng nhẽ ông nghĩ tới chị nhà Ai cũng biết được Ông đội trưởng Sumimura Ito Không có con cái Giờ ông sống với vợ Vợ ông thì ốm yếu Lại mắc bệnh thần kinh nhẹ Lúc tỉnh, lúc mê Cần sự chăm sóc sát sao dù ở trong công việc ông ta độc đoán tham vọng và coi nhẹ những vụ án nhỏ nhưng không ai chê trách được gì ông ta trong chuyện gia đình ông trùng thủy nhẫn nại chăm sóc người vợ bệnh tật không con cái suốt bao năm qua giờ ông ta vướng vào vòng lao lý không biết ai sẽ là người chăm sóc cho vợ ông ta những ngày tháng sau này đây chẳng biết động cơ gây án của ông ta là gì anh cả đai ta của tổ điều tra lên tiếng Anh là một người ít nói Bấy lâu nay chỉ lặng lặng điều tra Đến giờ mới góp vào vài lời Yusu chen vào Em thề là ông ta phát điên mất rồi Anh xem Ông ta có cuộc sống quá là buồn chán Bấy lâu nay chỉ chăm vợ ốm Lại phải giải quyết những vụ án phức tạp Bắt những thằng bệnh hoạn thần kinh Ông ta không bị nhiễm cũng là lạ đấy Yusu chuyên xử lý những vụ án công nghệ cao, còn mọt máy tính của tổ cũng cất tiếng. Theo như thỏa thuận hôm trước họp mặt, Yusu Data và Misao sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình tự ý điều tra, họ chỉ nhận hỗ trợ mà thôi. Cách đây hơn tuần, anh Khải đã cho họp khẩn cấp mọi người trong tổ lại sau khi đã phát hiện ra điều đáng nghi ở trong văn phòng của ông đội trưởng. Higo có tài mở khóa. Anh nhận đợi một buổi tối ông ta không tăng ca sẽ lẻn vào để tìm kiếm thông tin chi tiết. Chị Mi Sao có thói quen bên pháp y nên đã cố gắng nhờ họ giám định thật nhanh về vật chứng ở vụ án Ginza. Trước lúc đó, chị đã phối hợp với Tadashi để lấy mẫu đất ở đôi giày của ông hay đi hàng ngày. Có lẽ họ đã may mắn khi mọi thứ rất trùng khớp. Khi có kết quả, anh Khải đã xin lệnh để sắp xếp vây bắt ông ta ngay trong cuộc họp của tổ điều tra. Dù có sự xáo trộn không hề nhỏ, nhưng họ đã bắt được hung thủ. Áp lực nặng nề suốt những tháng qua đã được giảm nhẹ đi bớt nhiều. Chiều ngày hôm ấy, mọi người cho phép mình được tạm thời nghỉ ngơi trước khi nhận thêm những vụ án mới. Anh Khải quyết định vào viện thăm Yumi. Trong lòng của anh cô gái này như một cô em gái cần anh che chở. Cô vẫn luôn liều lĩnh và rất kiên cường. Làm việc rất gọn gẽ, nhanh nhẹn, khiến anh nhiều phần phải tôn trọng. Yumi vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm vài ngày nữa. Để vết thương khép miệng, cô mới được xuất viện. Khi thấy anh đến, cô tươi cười cố gượng dậy, nhưng anh đã nhẹ nhàng đỡ cô xuống. Nằm thôi em, không cần phải dậy làm gì đâu. Anh đặt ít sữa vít cả cam lên trên bàn cạnh giường rồi hỏi han cô cô đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn sợ hãi anh khải gợi chuyện cho cô kể thêm về những chi tiết của ngày hôm đó anh khéo léo bật điện thoại ghi âm mà không để cho cô ta biết ngày hôm đó cô cùng mọi người tỏa đi các hướng để tìm hung thủ khi cô chạy xuống hầm thì chợt nhìn thấy tên hung thủ đội chiếc mũ đen đang chạy cầm dao đi khuất dần sau cây cột cô vội vàng đuổi theo hắn thì bất ngờ bị đánh ngã từ phía sau hóa ra ả tòng phạm đã thấy cô và tấn công cô từ phía sau tên sát nhân điên cuồng xông lại định đâm thẳng vào cổ của cô vì từng luyện võ ở trường đại học nên cô đã chuyển hướng được con dao trượt sang một bên cắm đúng vào cơ ngực chỉ lệch xuống chút nữa thôi là cô sẽ không còn có thể sống ở trên cõi đời này được nữa anh cũng lo cho em lắm tại sao em lại dạ thế gặp tên sát nhân ngông cuồng em phải chờ lệnh phối hợp không được hành động đơn lẻ như vậy rất may là không sao đấy nhé anh của cô thực ra bọn anh bắt được hung thủ rồi đó thật hả anh thực ra bọn anh bắt được hung thủ rồi đấy thật hả anh cô ngạc nhiên là ai vậy cô tròn mắt ngạc nhiên Thôi, em sẽ biết sau, sốc lắm đấy." Anh cười, "Giờ em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có suy nghĩ gì nhiều nhé." "Anh làm em tò mò quá. Nhưng mà chắc chắn hai bọn họ là tình nhân đấy anh ạ. Có khi là hai người từng thất tình, xong điên cuồng đi giết kẻ ngoại tình đấy nhỉ?" "Ừ, có thể lắm. Cũng may là có người gợi ý cho anh, nếu không thì chắc anh cũng không thể bắt được hung thủ mất." "Ai mà giỏi thế hả anh?" Giỏi hơn cả cảnh sát rèn luyện khổ sở như mình nữa à? Ừ, là cậu bé Minh, em gặp lần trước ấy, em họ của anh. Cậu bé đã nhìn ra mối liên kết giữa các nạn nhân là các vật dụng màu đỏ. Anh biết nói ra em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà nó được báo trước ở trong giấc mộng ấy, có tin được không? Hờ, ừ, anh thực ra cũng bán tín bán nghi, thế nào mà lại đúng đấy. Ờ mà thế cũng kỳ lạ thật. Như thế lần sau lại phải nhờ vả em rồi đấy nhá Yumi cười Trong lúc ấy Mình vẫn đang cắm cúi ở căn phòng riêng của mình Nghiên cứu các chứng cứ ít ỏi Cậu thu thập được ở hiện trường các vụ án Cậu không biết rằng hung thủ cũng đã bị bắt Từ kinh nghiệm lần trước Mình cảm giác rằng Những người bạn đã mất của mình Đều cố gắng ra giấu cho mình một điều gì đó Mình cũng thấy lạ vòng mà hôm trước mình đã gặp là hà mà dường như cũng không phải là hà hà là một cô gái năng động cô ít mặc váy mà thích đi giày thể thao với cả quần sóc quần dài hà cũng chẳng bao giờ đi giày cao gót vậy mà tại sao trong ảo giác ấy mình lại thấy hà đi giày cao gót điều ấy ám chỉ cái gì vậy một mình ngồi gạch vu vơ trên tấm bản đồ Tokyo bằng giấy A4 mà hôm trước Minh đã in ra xem thử. Cậu nối vị trí những vụ án vào với nhau như trên phim người ta vẫn hay làm. ờ à, cũng ra cái gì đấy chứ trông như cái giày cao gót thì phải. Minh chợt cười một mình. đúng là mình bị ám ảnh thật rồi. ám ảnh giày cao gót chăng? ngay ngày hôm sau báo chí đưa tin rầm rộ rằng hung thủ vụ án giết người hàng loạt gần đây chính là đội trưởng phụ trách điều tra vụ án này dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ và yêu cầu bộ trưởng từ chức vì để chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra trong nội bộ sở công an tất cả chuyện đời tư của ông đội trưởng đều được mổ xẻ trên các tờ nhật báo người vợ sợ sệt của ông ta cố gắng né tránh làn sóng phỏng vấn rồn rập và các phóng viên bùa vây căn nhà của họ. Mình rất sốc khi đọc được tin tức này. Cậu cảm thấy uất ức khi không được tận tay gặp ông ta để xé ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên, linh cảm của cậu lại mách bảo rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc. Cậu nghĩ và nhìn vào tấm bản đồ thu nhỏ, hình vẽ còn chưa được hoàn chỉnh cơ mà. Ngay sau khi bị đưa vào buồng giam để chờ kết quả điều tra, mỗi khi bị thẩm vấn, Sumimura vẫn khăng khăng nói rằng mình đã bị vu khống và không phải là một kẻ sát nhân. Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng, tuy nhiên ở trong mọi vụ án, ông ta đều không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Xui xẻo cho ông ta rằng, vụ vây bắt ở Ginza có thể đưa lại cho ông ta bằng chứng ngoại phạm thuyết phục nhưng tất cả ông ta lại chẳng hề chứng minh được khi phát hiện tên sát nhân mà rất có thể ông ta đã thuê để giả dạng ông ta đã quá sốt ruột ra lệnh dựng hàng rào người bao đầu khu phố in ra và đích thân mình rời vị trí để giám sát cho tới khi đảm bảo phát hiện ra xác nạn nhân ông ta mới quay trở lại những cảnh sát đặc nhiệm có xác nhận ông ta tới để sắp xếp và chỉ đạo tác chiến nhưng không ai khẳng định được thời điểm ông ta có ở đó hay đã rời đi. Ông ta chỉ khẳng định rằng nhất định hung thủ thực sự sẽ bị bắt và ông ta sẽ được trả tự do. Sau khi bị bắt một tuần, Sumimura thuê luật sư riêng và hoàn toàn giữ im lặng. Báo chí và cảnh sát không thể khai thác thêm được một chút gì từ ông ta. Trong những ngày sau đó, tổ trọng án số 1 vẫn hoạt động đều và chờ chỉ thị từ cấp trên. Rất có thể họ sẽ có một chỉ huy mới trong tháng tới. cả tổ điều tra sẽ được tổ chức tuyên dương với báo giới. một số người sẽ được thăng cấp. mọi người rất khuyến khích anh Khải ứng cử vào vị trí đội trưởng mới. nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ dặn dày. khoảng thời gian này mọi người sẽ tìm thêm bằng chứng trong từng vụ án để cung cấp thêm cho bên công tố viên. Kết quả giám định tăng chứng, vật chứng không có gì nhiều. Chỉ có đôi ủng của tên sát nhân có dấu vết đất ở công trường như đã đưa ra. Thêm vào đó, có một số vệt lõm tròn khá sâu ở bên trong chiếc ủng. Họ đang đặt ra nghi vấn xem đó có nghĩa là gì, nhưng có thể đó chỉ là một lỗi nhỏ do nhà sản xuất của hãng ủng chăng. Những ngày gần đây, anh Khải cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vụ án vừa qua làm cho anh vô cùng căng thẳng có lẽ anh sẽ về nhà thăm bố mẹ sau khoảng thời gian công tác chiến tích vừa có được khiến anh rất hài lòng yumi đã xuất viện tối hôm ấy mọi người ăn một bữa ngọt nhẹ để mừng cô ta ra viện cũng như mừng chiến công lớn của mọi người yumi vẫn còn yếu nhưng đã có thể đi lại chậm rãi được cô vui và nuối tiếc vì không thể cùng tham gia bắt tội phạm cùng với gặp mọi người chị Misao rất quan tâm đến Yumi chị là con gái nhưng ở trong đội cũng chỉ làm văn phòng giấy tờ chứ không phải là đi khám nghiệm hiện trường hay tuần tra như là Yumi chị cũng khuyên cô nên chuyển sang đơn vị khác để đảm bảo an toàn hơn lần này cô đã suýt mất mạng Yumi nói sẽ suy nghĩ vấn đề này Tuy nhiên cô cũng không muốn xa mọi người. Cô cũng vừa được chuyển từ đơn vị Pháp y sang đây cũng chưa được bao lâu. Tối ngày hôm ấy, anh Khải lại lái xe đưa Yumi về. Trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh tâm sự muốn về thăm nhà, Yumi cũng chia sẻ với anh về gia đình của cô ấy. Hóa ra bố mẹ Yumi đang ở thành phố Osaka, gia đình cũng rất khá giả mở công ty đồ điện máy tuy nhiên cô lại mơ ước được làm cảnh sát từ bé nên đã xin bố mẹ ra tokyo học và làm thêm cũng lâu rồi cô không về nhà thăm nhà nên khi anh khải nhắc đến bố mẹ cô đã chạy lòng anh dối rít xin lỗi cô khi về gần đến với nhà cô có vẻ ngập ngừng phòng trọ của cô gần phòng trọ của hà người bạn của minh cô nói rằng từ khi xảy ra vụ việc với Hà, cô rất sợ phải về nhà bởi hình ảnh của Hà luôn ám ảnh trong tâm trí của cô. Yumi rất nhớ cô bé và không khỏi đau lòng. Anh Khải xoa nhẹ cánh tay của cô, an ủi, rồi dìu cô lên trên tầng. Cô từ chối và bảo rằng anh hãy đi về nghỉ ngơi vì giờ cũng đã muộn. Cô sẽ tự đi lên trên nhà được. Đi được hai bước, Yumi luống cuống suýt ngã anh Khải nhanh nhẹn đỡ lấy lưng của cô Hai người nhìn nhau thẹn thùng Dường như giữa họ đang nhen nhóm lên một điều gì đó Anh Khải thì khăng khăng đưa Yumi lên trên nhà cho bằng được Vì tay của cô vẫn còn rất yếu Để cho cô loay hoay anh cũng không thể yên tâm Khi bước lên đầu cầu thang tầng 2 Trong hành lang vắng ngắt Anh nhìn thấy hai bóng người im lìm Người con trai đứng chống tay vào lan can, nhìn ra xa đăm chiêu, còn người con gái đứng im lặng phía sau. Hai bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc đối với cả anh. Anh và Yumi tiến lại gần hơn. Người con gái quay mặt ra nhìn rồi bỗng dưng quay lưng bỏ đi rất nhanh về hướng đối diện. Ở phía đó là đường cụt mà. Anh Khải giật mình xoa mắt, hay do anh mệt mỏi quá rồi chăng? Anh quay sang hỏi Yumi Này, em có nhìn thấy ai kia không? Yumi đáp Có mà anh Có cậu thanh niên đứng ngay tại gần cửa nhà em kia kìa Cũng gần phải 10, 11 giờ rồi chứ Vậy em có nhìn thấy cô bé nào không? Anh Khải hỏi Ờ, em không Yumi nhíu mày quay sang nhìn anh Sao anh lại hỏi thế? Ờ, không, 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 không có gì đâu em Câu trả lời của Yumi làm cho anh lạnh sống lưng Anh không muốn nói cho cô biết Sợ cô lại càng không ngủ được Hai người chậm chậm tiến lại gần cửa phòng Trong ánh sáng nhập nhoạng của cây đèn vàng hành lang Ơ, à, là Minh mà Minh Anh Khải gọi khi nhận ra cậu thanh niên đang đứng ở đó Ơ, à, anh, chị Minh quay ra với khuôn mặt ngơ ngác Em đến đây làm gì vậy? Anh Khải hỏi, à, à bình thường thì cuối tuần em hay qua nhà Hà chơi. Giờ theo thói quen mà đến, nhưng đến nơi mới chật nhận ra là Hà đã mất rồi. Căn phòng cũng có chủ mới rồi. Minh cười với khuôn mặt méo xệch. Em đi về ngay đi, muộn rồi đấy. Có cần anh đưa về không? Anh Khải lo lắng đáp. Ờ, à, không ạ, à, em về luôn đây. Giờ em qua nhà bạn ngủ cơ, để mai còn đi làm ca sáng. Chị Yumi đỡ hơn rồi chứ Minh hỏi Ờ chị cảm ơn Minh Chị cũng đỡ nhiều rồi Yumi gật đầu đáp Thôi em đi nhé Chào hai anh chị Minh nói rồi quay lưng bước đi Cái thằng này Sao dạo này nó cứ sao sao ấy nhỉ Anh Khải lẩm bẩm. Chợt Minh ngoái đầu lại Nói vọng À anh Khải ơi Cuối tuần tới gặp em một hôm nhé Em có điều quan trọng lắm Cần phải nói với anh mà sang tuần em kiểm tra nhiều quá cuối tuần sau anh định về thăm bố mẹ rồi để sang tuần tới nữa em nhé có gấp lắm không anh khải đáp ờ cũng không gấp có chuyện liên quan tới mấy vụ án mà anh minh nói thế cứ thống nhất thế đi anh khải đáp minh gật đầu rồi cắm tay nghe vào tai và lại đi thẳng anh khải đứng một lúc dặn dò yêu mi rồi cũng tạm biệt để ra về. Hôm sau, tối Minh mới về tới nhà sau cả ngày học và làm việc mệt mỏi. Cậu chui thẳng vào nhà tắm, định tắm táp qua rồi đi nghỉ luôn. Cậu nhớ Hà, nhớ mấy ngày như này sẽ nhận được hàng đống tin nhắn hỏi han, kể lể của Hà trên màn hình điện thoại. Giờ cậu chẳng thấy có lấy một tin nhắn nào cả. Minh xả nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo hơn, cậu quên mất rằng Cậu còn phải học bài để mai còn kiểm tra. Tấm gương đọng hơi nước nên mở dần. Trong tiếng nước chảy, cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên lộp cộp khe khẽ trong gian phòng phía sau cậu. Minh vặn vòi nước tắt hẳn để im lặng dọc tai nghe. Chẳng có tiếng gì nữa. Minh sợ hãi xối nước tắm thật nhanh để có thể bước ra ngoài mình vấn chiếc khăn tắm lên trên đầu rồi bật vòi nước ở lavabo lên để rửa mặt. Tấm gương mờ đục khiến cho cậu chẳng nhìn rõ gương mặt mình. Mình lấy tay xoa nhẹ mặt kính. Có tiếng gõ cửa trên cánh cửa phòng tắm, mình giật mình rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa. Tay với lấy chiếc kéo nhỏ đang đặt trên mặt kệ tiếng gõ cửa lại vang lên nhẹ nhàng rồi bỗng im bặt. Mình lấy hết sức dũng cảm mở tung cửa ra. Căn phòng vẫn vắng lặng và im bặt. Mình run rẩy. Vậy tiếng gõ cửa vừa rồi là từ đâu ra? Mình quay lại chiếc bồn rửa mặt để tắt vòi nước. Ánh mắt của cậu khẽ lướt qua tấm gương, nửa trong nửa đục. Là Hà. Hà đang đứng ngay sau Minh với mái tóc buông dài và đôi mắt đầy lo lắng dịu dàng như ngày xưa. Hà dùng đôi bàn tay lạnh giá trắng bạch của mình chạm nhẹ vào vai của mình. Mình hét lên thật to rồi quay ngoắt ra đằng sau xem có ai đứng ở đó hay không. Lại chẳng có một ai cả. Mình lao thật nhanh ra khỏi buồng tắm với đôi chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu không dám ở đây một mình tối ngày hôm nay. Nhưng giờ đã quá muộn rồi để có thể đi ra ngoài. Mình bật hết đèn trong phòng lên rồi ngồi thu lưu một mình để chờ trời sáng. Không khi nào cậu cảm thấy ác mộng như đêm ngày hôm nay. Ánh nắng đầu ngày dọi vào mắt làm cho Minh thức dậy, hóa ra đêm qua cậu ngủ gục lúc nào không hay. Minh vội vã thu xếp quần áo và sách vở, chắc cậu sẽ tá túc nhờ ở nhà bạn vài hôm. Trong khi cất cuốn vở vào trong cặp sách thì một vài mẩu giấy rơi ra. Vé xem ca. Ơ kìa, hôm nay là ngày 11 rồi. Câu lạc bộ đọc sách của cậu ở trường đại học có buổi giao lưu xem ca nhạc vào tối ngày hôm nay mỗi người đều được phát một tấm vé. Minh dự định sau khi tan làm sẽ rẽ qua một lúc rồi về. Thế mà dạo này nhiều chuyện quá nên cậu cũng đã quên khuấy đi mất. Thế nhưng, mình cũng không cần phải lo lắng làm gì. Tờ vé đã bị ai đó xé ra làm ba mảnh. Quái lạ, mình chỉ kẹp nguyên nó ở trong vở, chưa từng rút ra, sao lại có thể bị xé rồi lại để y chang như cũ vậy? Nếu có người nào đó muốn chơi xấu mình, chỉ cần cầm lấy vé mà vứt đi mà thôi. Minh nhặt lên từ dưới đất một mảnh giấy khác. Chính xác hơn, nó là một tấm thiệp. Tấm thiệp này Hà gửi cho Minh vào năm ngoái với lời chúc mừng sinh nhật cậu vào cuối tháng 11 này. Minh vẫn còn nhớ nó. Nó được tầm mùi hương nhài, thơm ngát cùng chữ viết nắn nót sạch đẹp của Hà. Mình đã cất nó vào trong ngăn kéo từ rất lâu, chẳng có lý do nào nó lại nằm ở đây. Mình nhặt tấm thiệp lên và mở ra xem. Bên trong tấm thiệp nhuộm đỏ những giọt máu tươi. Cậu sợ hãi thả tấm thiệp rơi xuống rồi mau chóng chạy ra khỏi nhà. Mọi thứ càng ngày càng kỳ quái. Mình tưởng nếu đã bắt được hung thủ thì mọi ảo giác này cũng sẽ phải kết thúc rồi chứ. Mình nói với mọi người trong câu lạc bộ rằng cậu đã làm mất tấm vé và không thể đến dự bữa tiệc được. Tô Kê gọi đến và thông báo rằng một đứa trong câu lạc bộ sẽ nhường vé cho cậu vì đột nhiên cậu ta bị ốm. Mình vẫn có thể đến tham dự được và sau khi tan làm Tô Kê sẽ qua đón cậu. Mình phân vân nhưng nếu phải trở về căn nhà trọ trống trải và ma mị ấy một mình hay ở nhờ nhà một người bạn? không mấy thân thiết. Mình thả tham dự một bữa tiệc cho quên đi hiện thực còn hơn. Nghĩ vậy nên mình đã nhắn tin nói đồng ý. Hết giờ làm, mình thay vội quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài vì Toke đã đến đợi sẵn. Cậu tan làm cũng khá muộn. Cà áp cuối nên đường phố cũng không còn đông đúc nữa. Mình đứng bên giải phân cách đợi đèn tín hiệu báo xanh mới sang đường. Đột nhiên, có một bàn tay níu chặt lấy vạt áo của Minh. Cảm giác quen thuộc ấy, Minh đã từng gặp phải. Nên cậu ta giật mình quay lại phía sau ngay. Lại là Hà. Khuôn mặt của cô đóng băng giữa ánh đèn đường nhòe nhòe xung quanh. Người vẫn còn vương đầy những máu. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu mà. Lỗi, lỗi là của tớ. Minh hét lên rồi vùng chạy theo ra khỏi chỗ đứng để minh hét lên rồi vùng chạy ra khỏi chỗ đứng để sang bên kia đường khi minh chạy ra giữa đường thì bất ngờ một chiếc ô tô lại lao đến những âm thanh chát chúa vang lên và minh thấy mình đang nằm trên đường xung quanh mọi thứ dần tối đen lặng trước khi bất tỉnh cậu kịp nhìn thấy một thứ một tia sáng lóe lên trong đầu của cậu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi khắp các con phố. Ở trên xe cứu thương, Minh đang được đưa đi tới bệnh viện. Cú đâm khá mạnh khiến cho Minh văng xa 5 mét, đa chấn thương. Khi các nhân viên y tế đến, Minh chỉ còn thở thoi thóp. Tiên lượng đã rất xấu. Theo chuẩn đoán ban đầu, Minh bị chấn thương sọ não, gãy chân và xương sườn. Xương tay bị dạn, tràn dịch màng phổi dập lá nách anh khải được gọi điện để báo tin ngay lập tức và anh đã chạy xe nhanh vào bệnh viện để xem tình hình của em minh đang ở một nơi đất khách quê người thân thích ruột thịt chỉ có gia đình anh khải ở đây nhưng cha mẹ và em gái anh ở xa không thể đến kịp chỉ có anh kịp vào lo cho minh mặt anh khải biến sắc trắng bệnh đứng ngay ở ngoài phòng phẫu thuật Cả phẫu thuật chắc cũng đã phải kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Anh Khải đã gọi điện về nhà. Bố mẹ của anh sẽ bắt đầu lên Tokyo ngay trong ngày mai. Anh đang định về nhà gặp bố mẹ. Giờ chỉ mong Minh tay qua nạn khỏi. Nếu không có bố mẹ Minh ở nhà cho chắc, cũng không thể chịu được mất. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ đất nước Nhật Bản an toàn bậc nhất Thế nhưng giờ chứng kiến những người quen thân của mình biết lần lượt gặp phải những điều ngặt nghèo làm cho anh không khỏi choáng ngợp và sợ hãi. Không hiểu mình đang sang đường kiểu gì mà lại để xe bị đâm như vậy. Nhắc mới nhớ, anh Khải không hề thấy tài xế gây ra tai nạn túc trực ở trong bệnh viện. Thường thường trong những lần như thế này, tài xế gây tai nạn sẽ phải theo sát nạn nhân và có trách nhiệm đền bù thiệt hại. Vậy hắn ta hay cô ta đã biến đi đâu mất rồi? Theo lời của nhân chứng kể lại thì lúc đó chiếc xe ô tô bất chợt tiến đến từ một góc và tông thẳng vào Minh. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô đi thẳng không dừng lại. Anh Khải đã gọi điện cho bên cảnh sát giao thông nhờ do tìm chiếc xe đã gây ra tai nạn. Có thể hắn ta đang say xỉn tới mức không biết gì nên đã hoảng sợ mà bỏ trốn. Nếu trong nội 24 giờ tới hắn không ra đầu thú thì sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Mờ sáng ngày hôm sau, ca phẫu thuật mới xong. Rất may là Minh đã đảm bảo được tính mạng, nhưng cậu còn rất yếu, được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu để tiện theo dõi. Tạm thời Minh sẽ hôn mê do cú và đập mạnh gây chấn thương sọ não. Bác sĩ đã phải chọc hút máu tụ anh Khải thở phào nhẹ nhõm. Anh thức trắng cả đêm qua để chờ đợi kết quả của mình. Những ngày sau, trời sầm xì u ám, mình vẫn chưa tỉnh lại. Chiếc máy đo cứ kêu tít tít đều đều ảm đạm. Hai bác của mình cùng anh Khải thay phiên nhau vào trông coi cho mình. Công việc phải hoãn hết lại. Yumi cũng đã ghé thăm qua vài lần, mang thêm ít hoa quả. Bố mẹ của mình đang sắp xếp công việc để bay sang đây chăm sóc cho anh anh khải cũng đã lên trường của minh để làm giúp cậu thủ tục bảo lưu nếu may mắn thì trong nửa năm nữa minh có thể đi học lại được nhưng giờ cũng chẳng thể nói trước được điều gì khi minh cứ nằm mãi không thấy có dấu hiệu hồi tình liệu có khi nào minh sẽ nằm như vậy ba năm nữa trong giấc mơ dài minh thấy mình lang thang mãi trong một khu rừng không có điểm kết những tán cây im lìm và xào xạc trong gió Minh gọi tên mọi người khàn cả tiếng mà không thấy có tiếng đáp hồi trả Minh mò mẫm tìm lối mọi thứ cứ như một mê cung hình vòng quay đi quay lại vẫn đi qua nguyên một chỗ tại sao Minh lại ở đây tối hôm ấy Hayama Sumoto rời phòng thiết kế khám muộn Cô đang phải thức đêm làm cho xong bài tập lớn quý kỳ. Hayao là sinh viên năm ba khoa thiết kế thời trang Học viện Nghệ thuật Tokyo. Đợt trước cô chơi bời hơi nhiều nên giờ bài tập dồn đống. Không thức đêm chắc không thể xong đúng hạn. Cô đưa điếu thuốc lên trên miệng, hít một hơi dài, cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đồ đạc để ra về. Khắp phòng bừa bộn, nào giấy nào vải. Cô nhìn đồng hồ, đã điểm 10 giờ. Hai eo bắt tay vào quét tước qua loa rồi xách túi đồ ra về. Đèn phòng thiết kế tắt, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Cô dương ô lê. Cô dạo bước trên con đường vắng hoe. Rất may nhà cô gần phòng thiết kế của trường đại học dựng cho sinh viên. Chỉ đi bộ tầm 10 phút là tới. Cô đi nhanh nhanh chóng chóng trong bóng đêm và cái thời tiết xe lạnh ánh đèn đường vàng vọt trong những con ngách tối mập mờ giữa làn mưa cô chợt dùng mình hình như có ai đó đang đi phía sau cô hay yào ngoái lưng lại phía sau thì không hề có ai cả chắc do cô tưởng tượng quá mà ra thôi dạo phần đây cô có hay xem mấy bộ phim kinh dị khá là ám ảnh hay ao? ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì tôm và một lon cà phê, sau đó cô lại tiếp tục dạo bước ra về. Trong màn đêm yên ả, rõ ràng cô nghe thấy có tiếng lạo xạo phía ngay sau mình, nhưng khi cô ngoái lại bất chợt thì lại chẳng thấy có một ai cả. Hay giàu siết chặt tấm áo khoác ngoài rồi bước đi thật nhanh. Quanh đây chỉ là khu dân sinh, nhiều hẻm tắt và ngõ tối. Cô chuẩn bị rẽ vào để bước vào con hẻm bên cạnh thì bỗng có một bóng người đàn ông xuất hiện chặn trước mặt cô, làm cho cô giật nảy cả mình, đánh rơi túi mì xuống dưới đất. Cô đang định thét lên thì người đàn ông bịt miệng chặt cô lại và lôi đi. Sáng ngày hôm sau, người dân dậy sớm quét ngõ, chợt nhìn thấy túi mì tôm của ai đó vương vãi ngay trước cửa nhà mình, không biết ai đã đánh rơi cơ nhỉ? người đàn ông tự nhủ rồi vứt gói túi người đàn ông tự nhủ rồi vứt túi mì tôm vào thùng rác đoạn quét tiếp khoảng ngõ trước cửa nhà bỗng nhiên ông nghe thấy có tiếng la thất thanh đến từ con ngõ nhỏ bên cạnh ông vội vàng chạy ra xem thì thấy cô hàng xóm đang ngã lăn ra đất cạnh khu vực tập kết rác của khu vực có chuyện gì vậy ông hỏi chú chú ơi Cô ta run rủi rồi chỉ vào khu tập kết rác. Không cần cô ta phải nói thêm câu thứ hai, ông đã nhìn thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong bọc túi ni lông đen to. Một tiếng sau, cảnh sát vây đầy khu vực dân cư Minato, một dải băng vàng được bao quanh con ngõ nhỏ. Đêm ngày hôm qua Tokyo chợt mưa nhẹ, mọi dấu vết cũng đã bị xóa nhòa bớt đi. Nạn nhân là Hayao, Matsumoto, sinh viên khoa thiết kế thời trang. Thời điểm tử vong được xác định là vào đêm muộn ngày hôm qua. Hình thức gây án là bị siết cổ chết. Sợi dây hung khí là dây cáp buộc hàng được vứt lại ngay cạnh xác của nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ mới để gọn nạn nhân vào một chiếc túi lớn rồi để ở khu tập kết rác. Ở con ngõ nhỏ này không có camera an ninh nên cũng không ghi lại được hình ảnh của hung thủ. Vụ án được đưa sang tổ điều tra số 2 vì tổ điều tra số 1 chưa ổn định được nhân sự. Mọi người trong tổ điều tra số 1 cũng chỉ được nghe lời đồn đoán về vụ án chứ cũng không có thông tin cụ thể gì. Bản thân họ vẫn tin rằng vụ án họ phụ trách tháng trước cũng đã kết thúc. Điều anh Khải bận tâm nhất bây giờ là bắt được kẻ gây ra tai nạn cho Minh rồi bỏ trốn. Đã quá mấy ngày mà vẫn không thấy có ai ra đầu thú. Camera hành trình của một số xe ô tô trên đường cũng như camera an ninh trên các phố thì chợt thoáng thấy chiếc xe Toyota Vios màu bạc đã gây án lướt qua một vài con phố nhỏ. Kính tráng gương nên khó có thể được nhìn rõ ai đang ngồi trước tay lái. Cảnh sát dò tìm biển số xe của chiếc ô tô thì được biết đây là một chiếc xe bị báo cáo bị ăn cắp cách đây 2 tháng giờ tung tích của chiếc xe đã bật vô âm tín. Ở một bãi phế liệu, người chủ may mắn đón lấy tấm tiền hơi từ khách. Vị khách đội mũ đen sùm sụp, mặc áo khoác dài, chỉ chỉ trò trò chứ không nói năng gì mấy. Hình như ông ta bị câm thì phải. Ông ta nhờ phá hủy gấp chiếc xe Toyota Vios. Ngoài tiền công còn cho người chủ thêm chút ít tiền công xá. Thật là hào phóng. Giấy tờ xe đầy đủ cả, tuy nhiên tiếc quá, chiếc xe vẫn còn rất mới. Có khi bán lại cũng là cả một gia tài cũng nên. Vị khách cứ... vị khách câm đưa cho người chủ bãi phế liệu một tờ giấy. Đọc xong tờ giấy, mọi thắc mắc của người chủ đã được phần nào giải đáp. Người vợ của ông khách vừa mới mất vì muốn vượt qua đau thương nên ông ta muốn hủy đi hết những vật dụng của người vợ rồi chuyển tới nơi khác sống. Người chủ gật gật đầu. Đương nhiên, ông ta vẫn sẽ bảo nhân viên tháo bớt đồ linh kiện trong xe ra, bán rồi mới phá hủy. Thời buổi này, có mấy ai thừa tiền như vị khách này đâu cơ chứ. Quả thực là một món hời. Vị khách quay lưng đi và mỉm cười. Quả thực lần này, hắn hơi liều lĩnh. Nhưng những con người quanh năm, suốt tháng, cắm mặt ở nơi đầy rác bụi bẩn này, chắc cũng không quan tâm nhiều lắm đến tin tức hàng ngày đâu. Mà kể cả ông ta có để ý đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể sợ gáy đến hắn. Mình loanh quanh trong khu rừng không có hồi kết. Cậu cảm thấy rệu dạo, đau nhức toàn thân và khát nước vô cùng. Đúng lúc ấy, mình bắt gặp một hồ nước đầy sâu bên trong khoảng tối của khu rừng. Hồ nước trong veo không có một gợn sóng. Minh càng tiến lại gần thì hồ nước lại càng rút cạn đi, rút cạn đi. Từ giữa hồ nước, một mái đầu từ từ nhô lên, mái tóc của người đó ướt nhẹp. Từ thân hình người ấy, từ bụng loang dần ra những vệt máu loãng. Mình bỗng giật mình sợ hãi. Người đó lao tới kéo mình xuống dưới nước Vì quá bất ngờ nên cậu chẳng thể kháng cự được Chút oxy còn sót lại trong mũi và miệng của Minh Biến thành những bọt nước nổi lên trên mặt hồ Minh khẽ mở mắt Ở bệnh viện, trong phòng bệnh của Minh Những âm thanh bíp bíp kêu lên không ngừng Minh có dấu hiệu rối loạn nhịp tim Y tá và một số bác sĩ chạy vào Vội vã tiêm một chất thuốc vào dây chuyền tĩnh mạch đang cắm sẵn vào tay mình. Trong không gian kia, Minh vẫn vùng vẫy trong vòng tay đang siết chặt của cô gái đó. Hé mắt nhìn, Minh nhận ra là Hà. Vẫn là Hà. Tại sao? Tại sao Hà lại có ở đây? Hà ghé sát vào tai của Minh thì thầm những điều gì đó trong làn nước. Minh cứ lịm dần, lịm dần đi. Ở ngoài, nhịp tim của minh đang giảm dần điện tim đồ trên máy đo kéo một đường thẳng dài tim minh hiện đã ngừng đập các bác sĩ cố gắng hồi sức tim phổi tiêm thuốc trợ tim vào tĩnh mạch và chuẩn bị sốc điện trong không gian ấy bao quanh tại minh chỉ là có tiếng nước lùng bùng giọng của hà vẫn đang vang vọng trong đầu của minh ở đây ở đây mới nói được nhớ nhá các bác sĩ nạp 220V áp sát vào ngực của Minh. Nhớ nhá, đi đi, đi đi Minh. Hà buông Minh ra. Bộ, thân thể của Minh nảy lên khỏi. Thân thể của Minh nảy lên khỏi giường rồi rơi xuống. Những tiếng nhịp tim rất mừng là đã quay trở lại. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu lâu hơn chút nữa chắc có lẽ đã không cứu được. Minh hấp một hơi thật sâu khi tìm lại được không khí. Cậu đang nằm mở mắt nhìn lên trên bầu. Cậu đang nằm mở mắt nhìn lên trên bầu trời trong xanh trong khu rừng. Đúng rồi, cậu vẫn có chuyện cần phải nói với cả anh Khải. Chiều ngày hôm ấy, anh Khải rẽ qua phòng trọ của Minh để lấy ít quần áo sạch và dọn dẹp căn phòng cũng chẳng biết tới khi nào mình mới có thể tỉnh lại được. Trong não mình hiện giờ vẫn còn một điểm tụ máu, có lẽ sẽ để lại chấn thương lâu dài. Anh Khải lấy chùm chìa khóa ở trong túi sách của Minh bị rơi trên đường, được người dân bàn giao lại, mở cửa ra, mùi ẩm mốc nhẹ nhẹ sọc lên. Anh Khải lúi cúi dọn dẹp, quét tước qua căn phòng. Minh vốn dĩ không phải là một đứa bừa bãi, đồ đạc trong căn phòng vẫn được để ngăn nắp nên anh khải cũng không mất nhiều thời gian để thu dọn mọi thứ anh bước vào phòng ngủ của minh anh bắt đầu choáng ngợp vì hơn nửa bức tường phòng ngủ của minh dán đầy những bức tranh ảnh bản đồ phân tích về vụ án máu đỏ anh vội vàng dò tay theo từng ghi chú trên tường cậu em họ của anh hóa ra đã phân tích khá kỹ lưỡng từng vụ án một anh gỡ tấm bản đồ to nhất trên tường xuống. Đó chính là tấm bản đồ Tokyo có đánh dấu đỏ địa điểm từng vụ án. Ở địa điểm cuối cùng là khu Ginza, nét bút đã hằn thành một lỗ thủng. Anh có thể tưởng tượng được rằng lúc Minh vẽ tấm bản đồ này, vụ án của Hà đã làm cho cậu bé đau đớn đến mức độ nào. Nhìn vị trí các vụ án cách xa nhau, vẽ theo một đường vòng cung anh không khỏi không hình dung ra anh khải không hình dung ra được điều gì cả nhìn bức tường rán đầy các bức ảnh anh khải cũng không biết nên phải bắt đầu từ đâu chắc có lẽ phải đợi minh tỉnh lại để hỏi cậu ấy sau xem cậu ấy có phát hiện được ra điều gì mới lạ hay không gần đây tỷ lệ các vụ án đang tăng lên đột biến không biết vì lý do gì nữa tối anh vào viện để trông minh thay cho bố minh anh không sõi anh không sõi tiếng việt nên cũng không nói chuyện với chú được nhiều chỉ biết nói vài câu động viên chú anh khải ngồi sát bên giường minh nhìn cậu tên tài xế đã gây ra vụ tai nạn cho minh giờ biến mất không để lại một vết tích nào đội thanh tra giao thông cũng đã không thể tìm được điều này làm anh khải rất áy náy và buồn phiền bản thân anh cũng không có thẩm quyền làm điều gì đó hơn thế nữa anh chắp tay trước đầu gối nói khe khẽ với minh anh xin lỗi nhé anh em tỉnh dậy đi có gì nói anh nghe minh ở trong khu rừng minh bỗng nhiên nhìn thấy một khoảng sáng lóe lên có một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía đó ánh sáng ấm áp khiến cho minh rất muốn đi về đó Minh, Minh, tỉnh dậy đi. Minh bước chậm chậm vào trong quầng sáng ấy. Mí mắt của Minh động đậy khe khẽ. Các ngón tay cũng đã khẽ giật giật. Anh Khải cũng đã quan sát thấy điều đó. Anh vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra. Lúc ấy Minh đã mở hé mắt. Bác sĩ xác nhận Minh đã có dấu hiệu hồi tỉnh sau gần 2 tuần hôn mê. Bây giờ Minh cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi thêm sau đó cậu cần phải được đi làm các bài kiểm tra chức năng các bác sĩ vẫn còn lo ngại về chấn thương trên đầu của minh anh khải nhìn minh hỏi khẽ minh em thấy sao rồi nước nước minh thều thào những cơn đau dữ dội đến từ đỉnh đầu và chân khiến cho minh cảm thấy vô cùng khó chịu cậu nhăn nhó anh Khải rót một cốc nước ấm rồi ghé sát môi Minh cho cậu uống. Đau quá. Minh thều thào. Anh Khải vội vã nhờ y tá tiêm cho Minh một liều thuốc giảm đau nhẹ để cho cậu có thể ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, 7 giờ sáng Minh lại tỉnh giấc, thấy anh Khải đang thấy anh Khải đang ngủ gà ngủ gật ở chiếc ghế trong góc phòng. Cậu muốn gọi anh nhưng lại không đủ sức lực để nói to. Mình đau đớn Cảm tưởng người mình đang bị xé ra hàng trăm mảnh Nhưng sao cậu lại nằm ở đây nhỉ Mình không tài nào nhớ được Mình chỉ nhớ rằng Vào ngày thứ sáu vừa rồi Cậu đi làm về nhà Rồi lên giường đi ngủ Mình cứ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ Sự cố gắng ấy Khiến cho đầu của cậu càng lúc càng đau Như có một cái kìm bóp chặt lại Cả người Minh đầy những vết khâu một lát sau tiếng chuông báo thức của anh Khải vang lên khe khẽ. Anh giật mình choàng tỉnh, mệt mỏi xoa mặt, sắp đến giờ làm việc. Anh lại phải... Anh lại phải... Anh lại... Anh lại gần Minh thì chợt nhận ra cậu đã tỉnh từ lúc nào. Sao em không ngủ thêm đi? Hôm nay em thấy có khá hơn được không? Minh hỏi Khải. Sao em lại ở trong bệnh viện à? em đau quá rốt cuộc là em bị làm sao em không nhớ gì à em bị tai nạn giao thông được đưa vào đây cấp cứu đấy không tối qua em còn đi làm mà à tối thứ sáu ấy không em đi dự buổi giao lưu câu lạc bộ gì đó mà anh khải cau mày khó hiểu hà đâu hà không vào thăm em hả à anh minh ngây ngô hỏi anh khải chợt sững người lại một lúc rồi mới mở được miệng trả lời Minh. Em thực sự thực sự không còn nhớ gì à? Vâng ạ. Minh thở dài, em đang cố nhớ lại mà đầu đau quá. Hà đâu ạ? Thôi, em đừng nghĩ gì nữa, bây giờ quan trọng là em phải nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi phục, em nghỉ đi nhé, anh đi mua cháo, lát nữa mẹ em sẽ vào sau. Ơ, à, có cả bố mẹ em cũng sang cửa phiền cho bố mẹ em quá nói rồi anh khải vội vã ra khỏi phòng minh không nhớ gì về việc hà đã mất cậu cũng không còn tí ý niệm nào về vụ án suốt mấy tháng qua ngay lúc này anh khải đi tìm bác sĩ đang điều trị cho minh nói với ông về sự kỳ lạ của minh sau khi tỉnh dậy bác sĩ lý giải rằng chính cục máu tụ ở não của minh hiện giờ vẫn còn chưa tan hết gây cản trở cho trí nhớ của cậu bác sĩ sẽ tích cực điều trị bằng uống thuốc bằng thuốc cho minh một thời gian nữa cậu sẽ phục hồi lại như cũ mà thôi tất cả bây giờ minh cần chỉ là thời gian mà thôi anh khải nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ anh quay sang hành lang bệnh viện thì đã bắt gặp mẹ của minh đang đứng ở đấy trong bà mệt mỏi và buồn rầu sâu thẳm minh lại gần chào cô và bắt đầu cố gắng diễn giải về chứng mất trí nhớ tạm thời của minh đang mắc phải sang tuần sau bố mẹ của minh sẽ phải về việt nam vì ở lại đây rất tốn kém và còn công việc của ông bà nữa ánh mắt của mẹ minh lóe lên một tia mừng rỡ khi biết minh vừa tỉnh lại tối ngày hôm qua tuy nhiên cậu còn yếu quá và chưa hồi phục hoàn toàn được trí nhớ vì vậy anh Khải khuyên cô đừng nên vội vã mà hãy nói những chuyện bình thường với Minh. Đừng để cậu ấy phải suy nghĩ nhiều. Mẹ Minh vỗ vai anh Khải tỏ ý cảm ơn rồi chuẩn bị cháo mang vào cho Minh. Trong lúc anh Khải đi, Minh vẫn cố nghĩ khi nhắc đến Hà, một nỗi đau khó lý giải dâng lên trong lồng ngực của Minh. Đau đớn, uất nghẹn đến phát khóc. Có chuyện gì thế nhỉ? Mình không tài nào nghĩ ra được Mình cảm giác bị mắc kẹt trong thân thể yếu đuối bệnh tật này Mẹ mình khẽ mở cửa bước vào Lại gần rừng bệnh của mình Thì chợt thấy khuôn mặt của cậu đỏ gay và nhòe nhòe nước mắt Bà hoảng hốt Sao thế hả à con? Đau đầu, đau quá à? Mẹ, con không sao Minh mỉm cười yếu ớt Tự dưng khóc vậy thôi Mẹ qua đây lâu chưa ạ? Bây giờ ngày tháng mấy rồi hả mẹ? Ờ, à, giờ đã là tháng 11 rồi con. Sao thế? Minh chật lặng người. Tháng 11? Cậu hôn mê hơn 2 tháng à? Sao anh Khải bảo mới có hơn 2 tuần thôi? Ký ức của Minh dừng lại từ cuối tháng 8. Ngoài ra, cậu chẳng nhớ thêm được gì. Hà đâu à mẹ? Tự dưng con sốt ruột quá. Quả thực, Minh không còn nhớ được gì thật. Mẹ Minh nghĩ thầm, bà gượng cười. Ờ, à, à, Hà nó bận đi học con ạ. À. Hôm trước nó có vào thăm con rồi, nhưng, à, nhưng con chưa tỉnh. À, đợt này nó thi tiếng Nhật, bận lắm. À, khi nào rảnh, nó sẽ vào thăm con sau mà. Nghe lời mẹ nói, Minh an tâm hơn một chút. Nhưng trong đầu của Minh vẫn lờn phởn hình ảnh thoáng qua của Hà đang ướt nhẹp nhô lên từ dưới hồ nước giọng của hà thì thầm vào tai của minh đi 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 minh mẹ chắc là hà không đi cùng với con lúc con bị tai nạn đấy chứ mẹ chắc hà mẹ chắc là hà không sao đấy chứ mẹ minh bối rối con hỏi nhiều thế đương nhiên là hà không sao rồi đương nhiên là hà không có đi cùng con rồi Thôi con ăn tí cháo đi Mấy tuần rồi con có cái gì vào bụng đâu Minh im lặng để mẹ nâng giường Bón cháo cho cậu ăn Lâu lắm Minh không được gặp mẹ Lại được mẹ bón cháo cho ăn như thế này Làm Minh nhớ về hồi còn bé Mỗi lần đau đớn ốm sốt vẫn là mẹ luôn ở bên mình Cậu cười mỉm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Hai tuần sau, minh đã dần dần ngồi dậy được đầu cậu tuy vẫn còn đau nhức hàng đêm nhưng những cơn đau đã được đã được thuyên giảm bác sĩ khuyến khích minh vận động nhiều hơn để mau chóng lấy lại các chức năng cơ thể ông chặt ống chân của minh bị gãy nên cũng phải vài tháng nữa cậu mới có thể đi lại được ở trong phòng lâu buồn chán nên minh vẫn nên minh vẫn xin bác sĩ nên mình vẫn xin bác và anh Khải cho đi dạo trong khuôn viên sau của bệnh viện mỗi khi có thể bố mẹ của Minh đã về nước từ tuần trước giờ thân ốm yếu Minh không muốn làm phiền gia đình bác thêm nữa cậu cần phải tập luyện nhiều hơn để bình phục việc học tập cũng đang bị hoãn lại nếu mình không cố gắng hơn, cậu sẽ không thể theo kịp được chương trình. Đêm đêm, mình vẫn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Cậu ngạt nước vì bị một người con gái ghìm chặt xuống. Cô ấy gọi cậu, thúc giục cậu làm một điều gì đó. Mình không thở được. Cậu thức dậy giữa đêm, người thì ướt sũng mồ hôi. Mãi không thấy Hà vào thăm mình. Mình rất buồn và cảm thấy khó hiểu. Mỗi lần nghĩ tới Hà, đầu Minh lại nhói bút, đầu Minh lại nhói đau. Nhiều lần Minh hỏi anh Khải về Hà, anh Khải đều lật, anh Khải đều lặng tránh, nói rằng ờ, uh, anh không biết. Vào một buổi chiều, Minh được anh Khải đẩy xe lăn ra khu vườn sau của bệnh viện chơi. Khu vườn rất thanh bình, có cây hoa, một lạch nước và một đài phun nước nhỏ. Đi dạo hai vòng anh Khải dừng xe lăn ở bên cạnh một chiếc ghế đá, dặn Minh đứng yên đợi để anh đi mua chai nước. Minh đồng ý. Minh ngồi ngắm cảnh vu vơ trong làn gió chiều hưu hưu. Đột nhiên Minh nhìn thấy có một bóng người đứng ở phía đằng xa xa, lẫn trong những bóng người đi lại trong khuôn viên. Chẳng khó khăn gì để Minh nhận ra, đó chính là Hà. Cậu vội lăn xe ra chỗ Hà, cậu phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao? Tại sao suốt khoảng thời gian qua hà không tìm gặp mình? Thấy mình lăn xe theo, hà quay lưng bỏ đi rồi lẫn trong đám người đông đúc ấy. Mình càng vội vã đuổi theo thì bóng lưng thấp thoáng rồi mất dần. Anh Khải quay lại chỗ cũ tìm thì không còn thấy Minh đâu nữa, anh hoảng hốt chạy đi tìm, dồn hết sức để đuổi theo hà, tay của mình đã mỏi rã rời. Cậu ngoặt gấp ở một của đường. bỗng chiếc xe lăn của minh vấp phải một gờ tường rồi đổ nghiêng minh ngã xuống kênh nước minh cứ thế chìm nghìm xuống không nhúc nhích được gì cậu cảm giác như thời gian đang ngừng trôi giọng nói của trong giấc mơ giọng nói trong giấc mơ của cậu trôi về như một đoạn băng ghi âm minh ở đây tớ mới nói được cậu nhớ nhé Nói cho anh ấy tất cả những gì cậu phát hiện được. Cậu đến được rất gần rồi. Cứ theo ký hiệu ấy nhé. Minh, đi đi. Tỉnh lại đi. Anh Khải thấy chiếc xe lăn chỏng chơ và Minh đang nằm úp mặt xuống dưới nước. Anh vội nhảy xuống kéo Minh lên. Anh Khải thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo một cách rất thuần thục. Minh cong người ho, rồi những chàng nước bắn ra từ miệng mũi. Lúc này cậu hé mắt nhìn thấy anh Khải. Em làm cái gì thế hả? Anh Khải gắt. Mình bấu chặt lấy tay của anh Khải, nói lắp bắp. Em, em nhớ ra rồi. Ý nghĩa của ký hiệu ấy. Anh Khải cau mày. Ký hiệu gì cơ? Em mê sạc rồi. Thôi đi về đi. Nào. Anh Khải không để Minh nói thêm câu nào nữa anh cố gắng nhấc thân người ướt nhẹp của Minh lên. Sau khi thay quần áo cho Minh liên tục ôm đầu, cậu cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng. Khi một lượng ký ức ùa về trong tâm trí của cậu như một thác nước đổ, hóa ra cậu đã quên nhiều điều đến như vậy. Anh Khải vội vàng thay băng cho mình. Anh Khải vội vàng thay băng cho Minh không cẩn thận vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt chút không cẩn thận vết thương sẽ nhiễm trùng sẽ không tốt chút nào Minh ngồi im cho anh Khải thay băng từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã không kiểm soát được từ trên khóe mi của mình ký ức ùa về cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau cũng đã hiện hữu Hà mất rồi cậu còn không thể đưa Hà về nơi an nghỉ cuối cùng Vụ án còn chưa kết thúc. Sao sao em lại khóc?" Anh khải hỏi. Mình lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt. Mình lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt. "Em nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ gọi bác sĩ qua kiểm tra cho em." Em bảo, "Đừng đi vội." Mình gọi với theo, "Em nhớ ra rồi, vụ án chưa kết thúc, hung thủ chưa bị bắt đâu anh ạ." Em nói linh tinh cái gì thế hả? Hung thủ bị bắt rồi, em vẫn chưa nhớ à? Ông ta không phải hung thủ đâu. Mình nói giọng chắc nịch. Lúc mà em bị hất ngã xuống dưới đường, anh biết em đã nhìn thấy gì không? Em đã cố nhìn thấy biển số xe của hung thủ, nhưng em nằm dưới đất nên chiếc biển bị ngược. Em chỉ còn nhớ mang máng là biển số xe của hắn ta. Có số 702 gì đó nhưng khi lật ngược lại, nó sẽ là Z0L. Tương tự như thế, LZH9 sẽ là 6427. Sao bốn số lại có thể là hát được nhỉ? Anh Khải băn khoăn. Em không dám chắc về giả thiết này, nhưng đây có thể là một hướng đi khả dĩ đấy anh ạ. Có thể tên hung thủ thích mã hóa theo cách nhìn của hắn thì sao? có thể hắn ta là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nào đó. Anh hãy tìm tư liệu giúp em nhé." Ánh mắt của Minh khẩn nài. Ánh mắt của Minh khẩn nài. "Không, không dừng lại đi. Không, không, dừng lại đi. Em quá em quá xa đà vào vụ này rồi đấy. Không, không, em dừng lại đi. Em quá xa đà vào vụ này rồi." Anh Khải lắc đầu nghiêm nghị. "Hãy nhìn xem em đang ở đâu, sức khỏe của em hiện tại như thế nào. Anh sẽ không để em dấn thân vào vụ án này để mua thêm tai họa vào người nữa đâu. Nhìn bố mẹ em đi kia kìa, hai cô chú đã lo lắng, hai cô chú đã lo lắng phát mệt mỏi đến mức nào. Em, em xin anh, em muốn trả thù cho Hà. Điều đó đã có pháp luật lo, hung thủ cũng đã bị bắt rồi, tất cả chỉ là chờ hắn khai báo." là được thôi Em không cần phải bận tâm nữa Anh Khải nói Ông ta không phải là hung thủ Anh không thấy bất thường à Thời gian em nằm ở đây Có khi tên sát nhân vẫn Thời gian em nằm ở đây Có khi tên sát nhân Đã kịp lấy đi vài án mạng người rồi ấy Nếu như mình không hành động trước đã đến lúc em bước tiếp rồi. Em biết em rất đau khổ sau cái chết của Hà, nhưng em không thể đắm chìm vào nó mãi được. Anh vô cùng cảm thấy, anh vô cùng cảm ơn mọi nỗ lực và sự giúp đỡ của em, nhưng người chết thì đã chết và người sống cần phải bước tiếp. Em có thấy mọi thứ trong cuộc sống của em đang bị ngưng trệ hay không? Công việc đã mất, việc học hành thì lại dừng hẳn một kỳ sức khỏe thì lại không đảm bảo em không thể sống chỉ vì bản thân mình nhìn ra những người xung quanh xem mọi người họ đang lo lắng cho em như thế nào dừng lại đi minh ạ à. anh không nói nhiều nữa đâu minh mở miệng định minh mở miệng định nói thêm nhưng có chút gì đó chặn lại ở cổ làm cho cậu không thể thốt lên được tiếng nào nữa anh khải quay lưng bước ra khỏi căn phòng bệnh rồi đóng cửa lại chưa bao giờ hai anh em bất đồng quan điểm như thế này. Tuy nhiên có lẽ anh Khải nói đúng, có khi mình đã quá hoang tưởng, đuổi theo một tên sát nhân không hề tồn tại. Mấy tháng nay cuộc sống của Minh chỉ xoay quanh vụ án này, đến quên cả ăn, quên cả ngủ, có khi chỉ vì mải suy nghĩ mà Minh đã sang đường không cẩn thận để rồi bị đâm tai nạn. Nhưng rõ ràng lúc đó đèn xanh đã được bật minh mới bước sang cơ mà thôi không muốn nghĩ nhiều nữa minh đặt mình xuống giường hai tay che mắt anh khải bước đi dọc hành lang bệnh viện anh thực sự không muốn làm như vậy đối với cả minh nhưng nhìn cậu cứ đắm chìm mãi trong một tâm niệm cố chấp đến héo hon cả người anh thực sự không nỡ anh sẽ không kể gì về vụ án cho cậu nữa tất cả anh sẽ xử lý một mình Sau khi các bác sĩ đã vào kiểm tra sơ bộ, Minh đi mỏ mẫm ra ngoài hành lang bệnh viện, ở trong phòng bệnh quá bức bí. Minh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khuôn Minh đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên phía sau, nhớ lại hình bóng của Hà đã từng xuất hiện ở đây. Bất chợt, tiếng tivi ngoài sảnh phát bản tin về một vụ án giết người mới xảy ra gần đây, vẫn chưa tìm được hung thủ ở quanh khu Minato gần sông Sumida, Minh lập tức quay lại ngay chăm chú. Ba tuần sau, Minh được xuất viện. Gia đình bác Minh mang một bó hoa đến chúc mừng Minh đã bình phục. Minh cố gắng quay về để bắt nhịp với cuộc sống thường ngày, kiếm những việc làm nhẹ nhàng trên mạng để kiếm đồng ra đồng vào chuẩn bị cho kỳ học tới. Tuy nhiên trong lòng của cậu vẫn rất đau đáu về vụ án của Hà cùng những linh cảm của mình. Tối ngày hôm ấy, mình đã bắt tàu điện đến khu dân cư Minato, ngay gần khu Ginza, nơi Hà đã bị sát hại. Chống chức nạn tập tĩnh bước đi, Minh lần tìm theo địa chỉ, len sâu vào những con ngõ nhỏ. Vị trí của thi thể đã từng nằm đương nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ sau khi cảnh sát đã lấy đi những chứng cứ cần thiết. Cảnh sát khẳng định vị trí gây án là một con hẻm tối ngay gần đó. Sau đó xác nhận nạn nhân được bọc lại. Sau đó xác nạn nhân được bọc lại rồi đặt ở khu tập kết rác. Sau gần một tiếng xem xét kỹ lưỡng hiện trường, mình vẫn không tìm được gì. Điều này làm mình cảm thấy hụt hẫng. Đáng nhẽ hung thủ phải để lại dòng ký hiệu LZH9 như mọi lần trước. Tuy nhiên sau lần thì Tuy nhiên sau lần nhìn thấy bức ảnh che mờ của nạn nhân trên các mặt báo và truyền thông, mình vẫn có một linh cảm mãnh liệt rằng cô gái này có liên quan đến vụ giết người hàng loạt trước đó, nhất là khi mình nhận thấy cô gái học khoa thiết kế này có một mái tóc màu nâu đỏ thời thượng. Mặc dù nói với Minh như vậy, nhưng trong suốt những tuần qua, anh Khải dành phần lớn thời gian để ngụp lặn trong những chồng hồ sơ tài liệu dày cộp của Cục Lưu Trữ. Sau khi đã nhờ bạn bè tìm dữ liệu về chiếc ô tô mang biển số 6427, kết quả ra rất nhiều, giải rác trên khắp đất nước Nhật Bản. Vì thế nên anh phải tìm kiếm những vụ tai nạn giao thông hay va chạm có liên quan đến biển số xe này. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, cuối cùng nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp. Trong một chồng hồ sơ đầy bụi, anh tìm thấy được một tập hồ sơ ghi lại vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng ở tận Kyoto. Nạn nhân là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu. Camera an ninh cho thấy cách chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Ford. Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Ford đời cũ mang biển kiểm soát 6427. Vụ án xảy ra cách đây gần 18 năm, hung thủ vẫn không ra đầu thú và vẫn chưa truy được tung tích của chiếc xe. Trong hồ sơ chỉ còn lưu lại địa chỉ thân nhân của nạn nhân ở tỉnh Kyoto. Anh Khải quyết tâm tìm đến tận cùng của sự thật theo lời chỉ dẫn của mình. Cuối cùng, anh bàn giao lại công việc cho mọi người trong tổ để bắt tàu xuống tỉnh kyoto do tìm tung tích của gia đình nạn nhân tìm hiểu xem phía sau đó có còn uẩn khúc uẩn khúc gì chăng kyoto đón anh bằng một ngày nắng nhẹ bắt taxi theo địa chỉ anh tìm đến một con phố tĩnh lặng nằm ẩn mình trong thành phố cổ kính do tìm theo tờ giấy trên tay anh bước tìm đến một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ nhưng im lìm ở trong góc ngõ anh hồi hộp bấm chuông và đợi chờ một lát sau cánh cửa sắp được mở ra một người đàn ông nhìn anh rồi chào hỏi anh xem có chuyện gì không anh khải giơ thẻ ngành ra và giới thiệu với người đàn ông xin phép hỏi đôi điều người đàn ông lịch thiệp mời anh vào trong nhà uống chén trà rồi cùng nói chuyện anh Khải nhẹ nhàng bước vào căn nhà gỗ, ngồi xếp bằng ở phòng khách. Người đàn ông rót trà cho anh rồi trò chuyện rất thân tình. Hóa ra, ông ở đây với vợ. Vợ ông hôm nay đi gặp mấy bà bạn cũ, còn mình ông ở nhà. Anh Khải nhanh chóng dò hỏi về người phụ nữ là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông cách đây tròn 18 năm, tên là Akusa Yamada. Người đàn ông suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu xin lỗi Khải. Ông mua lại căn nhà này từ người chủ cũ cách đây hơn 10 năm. Từ lúc bàn giao lại căn nhà cho ông, ông và người chủ cũ chưa một lần gặp lại, chỉ có một sợi dây liên hệ duy nhất, đó chính là người chủ cũ của căn nhà cũng mang họ Yamada. Người đàn ông vào trong nhà lần tìm trong một cuốn sổ cũ có ghi lại địa chỉ liên lạc của người chủ cũ đó, rồi cẩn thận ghi ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho anh Khải. Anh Khải vô cùng cảm kích, cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên đầy tốt bụng. Anh chào ông và bước ra khỏi căn nhà. Vậy là ngày hôm nay anh chưa đến được đích mình cần tìm. Không nản chí, anh Khải lại ra bến tàu, giờ còn sớm anh vẫn còn thời gian để có thể đến được địa chỉ người đàn ông đã ghi lại cho anh thời gian qua đã quá lâu anh chỉ sợ rằng không thể tìm được đến đích địa chỉ tiếp theo anh cần tìm đến nằm ở tỉnh yamaguchi anh bắt tàu để đi đến tỉnh yamaguchi chuyến đi khá dài càng ngày anh càng rời xa thành phố tokyo của mình đến xế chiều anh mới tới được tỉnh yamaguchi anh bắt ngay taxi đến địa chỉ mình cần tìm. Đó là một căn nhà hai tầng nằm ngay mặt phố. Một người phụ nữ mở cửa chào anh khi nhìn thấy chiếc thẻ ngành. Khi nhìn thấy chiếc thẻ công an của anh, bà ta đã khẽ nhăn nhó khẳng định mình không biết gì về người đàn ông mang họ Yamada này. Anh Khải hụt hẫng, chẳng nhẽ manh mối lại bị đứt đoạn từ đây. Anh Khải chán nản, ngồi bệt xuống bên vỉa hè chuyến đi dài làm anh cảm thấy mệt mỏi một lát sau một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn người phụ nữ đã mở cửa cho anh lúc nãy bà ta rút chìa khóa từ trong chiếc túi sách ra để mở cửa căn nhà anh khải không bỏ qua cơ hội đó chạy ngay lại gần bà ta để hỏi thông tin về người đàn ông tên yamada bà ta cau mặt một lúc rồi nói ý anh có phải là hỏi ông yamada kiyoshi không ông ta thuê một phòng trong căn nhà của tôi tầm mấy năm lâu lắm rồi xong rồi không có trả tiền phòng lâu quá nên tôi đã đuổi đi rồi phát bực lên đấy anh khải vội vàng hỏi thêm thông tin về người đàn ông này bà chủ lắc đầu bảo rằng chỉ nghe ông ta chuyển đến một con phố trong thành phố này mà thôi rồi vội vàng bước vào nhà đóng cửa anh khải đi tới con phố ấy manh mối ngày càng mong manh, vì lý do gì đó mà người đàn ông này phải bán cả nhà của mình, rồi để bị đuổi ra như vậy. Tới đầu phố, anh hỏi thăm một người chủ cửa hàng đầu ngõ, rất may cho anh là ông Yamada vẫn tá túc ở đây nhiều năm liền. Chủ cửa hàng chỉ cho anh một căn nhà cũ nát ở cuối ngõ. Anh đi về phía đó, đèn đường vàng đã lên, bầu trời xanh dần thẫm lại anh kiên nhẫn bấm chuông 5 lần mới có tiếng dép lẹt quẹt từ bên trong rội lại. Cánh cửa kéo kẹt được mở ra, một giọng lè nhè vang lên. Ai đến vào giờ này thế? Một khuôn mặt đỏ au của một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi ló ra ngoài nhìn anh chằm chằm. Ờ, cho cho hỏi có phải ông là Yamada Kiyoshi không ạ? Chính tôi. Sao thế? Lão già này làm được gì à? hơi thở của người đàn ông nồng nặc mùi rượu. Ông có biết gì về cô Yamada Akusa không? Anh Khải giơ thẻ ngành lên và hỏi. Mặt của người đàn ông chợt nhăn lại như có người vừa đâm một nhát vào bụng của ông. Ông ta gắt lên. Tôi không có biết ai tên như vậy hết. Cút đi! Đoạn ông ta đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt của anh. quý khán thính giả vừa nghe xong phần hai dị truyện cháo huyết của tác giả thục linh mong sự ủng hộ kênh bằng cách like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và đừng quên đón chờ phần ba của dị truyện này sẽ được phát hành trong nay mai xin trân trọng cảm ơn